dịp Tết mà có được quà tặng cho gia đình, cho những người thân thì là rất tốt. Nhưng mà sau khi chị mua cái này xong là chị cũng mua tặng mẹ chị một cái. Nên là đấy là những cái món quà mà chị nghĩ là thiết thực, phù hợp với người già. Thế thì sau khi các cụ sử dụng xong rồi cụ cảm thấy thoải mái, thích, thì có nghĩa là tức là nó đáp ứng được cho sức khỏe của các cụ ấy. Mà nó vừa phải cho người già, nó không mức độ nhẹ hoặc là lo mạnh quá. Bây giờ bác cứ thích cái này. Cha mẹ mình đã già, đã lớn tuổi đó, mà người ta nằm, người ta cũng nói là cũng rất là khỏe, ngày nào cũng nằm hết. Ông bà là cũng thích, ngày nào cũng nằm, nó nằm sướng lắm. Nói chung là nó rất là khoan khoái trong người. Ngồi khoảng một lần, ngày hai lần là tối ngủ rất ngon. So với lại số tiền mình bỏ ra thì nó không đáng là bao đâu. Thật sự là ghế này nó rất là hiệu quả, rất là... Mình ngồi rồi mình mới cảm nhận được. Mình cảm giác như một người xoa bóp cho mình ấy. Đấy thì cảm thấy dễ chịu. Nó không phải là hoàn toàn là cái máy chữa bệnh cho mình, nhưng nó làm cho mình thoải mái. Cái quan trọng nhất là sau một ngày làm việc mà có những phút thư giãn là thích nhất. Nói chung thì khi mà có nhu cầu ấy, chị tìm hiểu rất nhiều nơi. Đấy, cuối cùng là chị mua ở xã Đàn, cửa hàng mắc ke. Nhưng riêng cái mắc ke này thì bác cảm thấy ngồi xong rất là thoải mái, mà nó lại dễ chịu. Mình an tâm là mình cái xuất xứ nó rõ ràng. Thứ hai, thương hiệu nó là thương hiệu là lớn. Mình cũng khuyên những người nào mà chú trọng về sức khỏe lâu dài thì mình cũng nên là sắm cho mình một cái ghế, hoặc là sắm cho mình, hoặc là sắm để tặng cho cha mẹ mình, là một cái ghế để mà mình chăm sóc sức khỏe hàng ngày, không? Tại vì là tạm biệt rắc rắc, Tết vững chắc, yêu thương.